chàng trai trước mặt đang đạp nát chiếc dao cạo của mình sau khi lấy lưỡi dao ra eric love bẻ gãy bàn chải đánh răng của mình ngay sau đó anh đốt cháy phần lông bàn chải trước khi nó nguội lại eric love dán lưỡi dao lên nó thế là một vũ khí đơn giản đã được chế tạo xong sau đó eric love lại dùng bật lửa để đốt nốt phần còn lại của bàn chải đánh răng đợi cho nhựa chảy ra anh ấn bàn chải vào ốc vít của trục đèn sau khi cố định hình dạng eric love đã làm ra một chiếc tua vít đơn giản sau đó anh tháo chụp đèn ra giấu vũ khí vừa làm xong vào trong chụp đèn vì hôm nay là ngày đầu tiên Eric Love đủ 18 tuổi. Lẽ ra anh đang ở trại giáo dưỡng nhưng lại bị chuyển vào nhà tù nổi tiếng nhất trong khu vực. Với kinh nghiệm nhiều năm ra vào trại giáo dưỡng, Eric Love nhanh chóng dọn dẹp xong phòng giam của mình. Vì quá nhàm chán, anh bắt đầu tập thể dục. Nhưng vì lúc nãy dùng bật lửa nhiều quá nên bật lửa của Eric Love đã bị hỏng. Trước khi đi ăn, Eric Love nghĩ tới việc hỏi mượn bật lửa của anh da đen ở phòng giam đối diện. Cho tôi mượn bật lửa, lần sau tôi trả gấp đôi. Nhưng anh da đen cũng chỉ có một cái. Không còn cách nào, Eric Love đành đi ăn trước. Trên đường đến nhận cơm, Eric Love quan sát mọi thứ trong nhà tù. Nhưng không ngờ khi đang lấy cơm, Eric Love lại cảm thấy không ưa tên tù nhân phân cơm. Còn tên Jagger này cũng không phải loại hiền lành. Phòng 102, tôi là Jagger, lúc nào cũng sẵn sàng, đi về. Tôi ở phòng 111, đồ vô dụng, đi mau. Sau khi trở về phòng giam ăn xong, Eric Love ra sân tập thể dục. Vì không có bạn bè, Eric Love chỉ có thể quan sát mọi thứ trong sân. Sau khi quan sát, anh biết rằng Jagger là kẻ buôn bán trong tù. Nhưng lúc này Eric Love nhìn thấy Nick, bố ruột của mình. Thấy Nick đến tìm mình, Eric Love không nói gì mà chỉ lắng nghe lời cảnh báo của bố. Từ bây giờ hãy ngoan ngoãn, đừng gây chuyện, đừng làm gì dại dột. Được rồi, ra sân và làm bạn với mọi người đi. Sau khi dạy dỗ con trai xong Nick còn được cai ngục cho về trước. Rõ ràng ông ta có một số đặc quyền trong tù. Sau khi hết giờ tập thể dục anh ra đen cầm bật lửa nhìn Eric Love. Khi cai ngục đưa các tù nhân về phòng giam, Eric Love nằm trằn trọc trên giường không biết phải đối mặt với bố như thế nào. Nhưng lúc này, nhớ rằng Eric Love cần bật lửa, anh ra đen ở đối diện đi vào phòng giam của anh. Người anh em còn cần bật lửa không? nhưng khi Eric Love nghe có người vào phòng anh nghĩ rằng mình gặp nguy hiểm. Theo phản xạ, anh đã đánh ngất luôn anh da đen. Nhưng khi thấy bật lửa trên tay anh da đen lúc này Eric Love mới nhận ra mình đã đánh nhầm người. Đừng ngỏm như vậy chứ. Eric Love định giải thích rằng đây là sự hiểu lầm. Nhưng các cai ngục nghĩ rằng tất cả đều là do anh gây ra. Vì sợ hãi, Eric Love nhanh chóng chạy về phòng giam. Tranh thủ lúc cai ngục chưa đến tìm mình Eric Love tháo anten của radio rồi thoa dầu em bé lên sàn nhà. Sau khi cởi áo ra Eric Love thoa hết dầu lên người mình. Lúc này, quản lý nhà tù đã đến hiện trường quản lý nhà tù yêu cầu các cai ngục chuẩn bị cát nhưng lúc này eric love đã tháo chân bàn ra lúc này các cai ngục đã mang cát tới cảnh sát cơ động cũng đã sẵn sàng đặt vũ khí xuống và đứng sát tường thấy phạm nhân không chịu đầu hàng quản lý nhà tù ra lệnh cho cảnh sát cơ động tiến lên dù các cai ngục đã dùng cát nhưng người eric love vẫn trơn trượt anh nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của cai ngục rồi sử dụng vũ khí để phản công ngay lập tức dùng anten chĩa vào cổ của cai ngục sau khi khống chế được con tin eric love giải thích mọi chuyện đã xảy ra anh hy vọng quản lý nhà tù tin rằng mình không làm điều xấu anh chỉ vô tình đánh ngất anh da đen sau khi nhận được sự tin tưởng của cai ngục eric love mới thả con tin ra biến đi nhưng các cai ngục lập tức tiến lên khống chế anh khi các cai ngục chuẩn bị đưa eric love đến nơi không có camera để dạy cho anh một bài học bác sĩ phụ trách giảng dạy cho phạm nhân trong nhà tù nhìn thấy eric love đang vật lộn lùi lại lùi lại tất cả những gì các người làm tôi đều thấy hết tôi là nhân chứng được rồi là một công dân bác sĩ lập tức cảnh cáo cai ngục không được làm bậy nhìn eric love đang sợ hãi ông đề nghị quản giáo cho eric love tham gia vào nhóm trị liệu của mình vì Eric Love vừa mới trưởng thành, ông không muốn thấy đứa trẻ này bị hủy hoại trong tù. Quản giáo cũng đồng ý cho Eric Love một cơ hội, nhưng nếu bà ta nghe thấy Eric Love dính vào bạo lực một lần nữa thì nhóm trị liệu của bác sĩ sẽ bị giải tán. Nhưng Eric Love không muốn trị liệu. Anh nói với bác sĩ, tránh xa tôi ra. Nhưng bác sĩ không bỏ cuộc. Ở phía bên kia, Nick đang dạy dỗ những đàn em không nghe lời. Hóa ra ông là trợ thủ của lão đại trong tù. Nick có rất nhiều quyền lực trong nhà tù. Lúc này, lão đại cũng nghe nói về rắc rối mà con trai của Nick gây ra để duy trì trật tự trong tù, lão đại muốn Eric Love phải biết điều và không gây rắc rối nếu không sẽ tự chịu hậu quả. Nghe lão đại nói vậy, Nick chỉ có thể nhanh chóng mang theo một túi lớn đồ ăn vặt để tìm con trai. Nhưng vì đã vào tù từ khi Eric Love 5 tuổi, Nick không biết phải giao tiếp thế nào với con. Ông chỉ biết thử nói với con rằng, cai ngục ở đây sẽ treo cổ con, rồi làm cho hiện trường giống như tự sát. Giống như bố bây giờ, bố không bao giờ ra khỏi đây được nữa. Bố đã giết người trong tù, họ sẽ không thả bố ra ngoài. Nick đã giết người khi ở trong tù nên ông không thể ra ngoài nữa. Nhưng Nick hy vọng con trai mình sẽ biết nắm lấy cơ hội làm lại cuộc đời. Thật thà mà ra ngoài, đéo nhé, con không có lựa chọn đâu, đồ khốn. Thử cãi lại nữa xem, nghe lời bố nói đi. Chưa kịp để Eric Love nói gì Nick đã lại tiếp tục dạy dỗ con. Eric Love lúc này nói, "Con vào đây để gặp bố. Từ khi bố vào đây, con chưa bao giờ được gặp lại bố. Con chỉ nhớ khi 5 tuổi con được ngồi trên đùi bố. Hóa ra từ 5 năm tuổi, Eric Love đã không gặp lại bố. Sau khi biết bố vào tù, Eric Love đã luôn muốn vào tù để gặp bố. Vì vậy mà những năm qua, cậu không học hành chỉ biết đánh nhau hàng ngày. Cậu chỉ nghĩ rằng vào tù sớm để gặp bố. Nhưng khi trở về phòng giam của mình, Eric Love đã không nghe lời bố. Nhìn thấy kẻ đã gây gổ với mình là Jack, nhìn thấy anh da đen bị mình đánh nhầm. Cậu len lút vào phòng của Jack cố ý làm rối tung mọi thứ trong phòng. Sau khi tìm thấy hai chiếc bật lửa, Eric Love đến tìm anh da đen để xin lỗi. Nhớ cái bật lửa không? Trả cậu hai cái. Khi cậu trở về phòng giam, Jack đã phát hiện ra phòng mình bị lục lọi. Hắn tức giận chất vấn mọi người. Còn Eric Love thì cười lén trong phòng. Rõ ràng Eric Love vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Đến ngày hôm sau Jack đã biết chính Eric Love làm. Hắn thuê một tù nhân khác để dạy cho Eric Love một bài học. Và lúc này, Eric Love đang được bố dẫn đến nhóm trị liệu của bác sĩ. Nick cũng muốn con trai mình tốt lên, nhưng Eric Love không thể kiểm soát được cảm xúc. Vừa mới vào nhóm trị liệu cậu đã ngay lập tức cảm thấy bị các cai ngục theo dõi. Eric Love cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Nghe này, đừng có nhìn chằm chằm vào tôi nữa, hiểu không? Bác sĩ để liệu trình tiếp tục, ông đành phải nói với cai ngục rằng biểu hiện của Eric Love rất tốt. Eric Love, cảm ơn. Sau khi Eric Love ra khỏi phòng, Bác sĩ liền nghĩ đến việc nhờ hai thành viên khác trong nhóm trông chừng anh bởi anh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vào ngày hôm đó, Jack đã tìm đến đám tù nhân chuẩn bị dạy cho Eric Love một bài học. Nghe lời căn dặn của bác sĩ, hai anh lớn cũng nhận ra Eric Love có vẻ đang gặp rắc rối. Khi Eric Love đang bị đẩy đầu vào bồn cầu và bị bất nạt, hai anh lớn đã kịp xông vào. Sau khi đuổi đám tù nhân đi, họ đã ngăn Eric Love đang mất kiểm soát lại. Bình tĩnh lại, chớt tiệt, nhìn tôi làm gì? Hình như trên đầu cậu có cức sau khi rửa sạch phân trên người Eric Love đến phòng của hai anh lớn để trả sữa tắm rồi hỏi hai người. Tại sao các anh lại giúp tôi? Có người nhờ chúng tôi trông chừng cậu. Ai? Bác sĩ? Ông ta tính là nửa cai ngục. Các anh tin ông ta sao? Đúng, bác sĩ không giống với cai ngục khác. Ông ấy làm việc một mình, không bao giờ bấm chuông báo động. Có chuyện gì ông ấy cũng thật lòng giúp đỡ, quan trọng là ông ấy không nhận lương. Cậu biết có bao nhiêu cai ngục như vậy không? Nhìn hai anh lớn tin tưởng bác sĩ như thế, dường như Eric Love cũng muốn tin tưởng bác sĩ. Cậu định quay lại nhóm nhưng tất cả đều lọt vào mắt của bố cậu, nhưng bố chẳng hề quan tâm Eric Love đã trải qua những gì, ông chỉ cảnh cáo Eric Love đừng gây chuyện khắp nơi, nhưng đó cũng là tất cả những gì ông có thể làm như một người cha không biết cách thể hiện. Lại thêm một ngày trôi qua, bác sĩ thấy Eric Love đang tập thể dục, hai người cuối cùng cũng có một cuộc trò chuyện bình thường đầu tiên. Qua cuộc trò chuyện, Eric Love biết rằng bác sĩ luôn tự nguyện giúp đỡ các tù nhân, và Eric Love cũng kể về những gì mình đã trải qua. Hai người cứ thế đã trở thành bạn bè. Chào buổi sáng, trưởng quan, chào, tốt lắm. Trong buổi trị liệu đầu tiên, bác sĩ yêu cầu các thành viên trong nhóm giúp đỡ lẫn nhau. Ông hy vọng mọi người kiểm soát được cảm xúc của mình, nhưng Eric Love dường như chưa nắm vững kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Sao cậu không đi tìm cha cậu đi? Cút mẹ mày đi, Brian, cậu không thể nói như thế. Đừng kích động, giữ bình tĩnh, bình tĩnh, cậu làm tốt lắm. Nhưng khi mọi người đều bắt đầu cãi nhau, tất cả đều lấy lại lý trí nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ. Bác sĩ nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để kiểm soát cảm xúc là giao tiếp hiệu quả. Sau khi buổi học đầu tiên kết thúc, dường như Eric Love đã học được điều gì đó anh lập tức tìm đến phòng giam của bố mình eric love muốn nói chuyện với bố thậm chí anh còn thể hiện sự thân thiện với bạn cùng phòng của bố khi nick quay về eric love đã nói lên suy nghĩ của mình bố chỉ biết ra lệnh con làm cái này cái kia chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của con chỉ vậy thôi đừng lừa bố còn gì nữa không nhưng ở trong tù lâu ngày nick luôn nghĩ rằng con mình bị bắt nạt ông luôn dùng cách suy nghĩ trong tù để đoán tình hình của con nhưng ngay lúc đó eric love nhìn thấy bạn cùng phòng của bố đang khuyên ông giữ bình tĩnh anh chợt nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa bố và bạn cùng phòng Điều này ở trong tù là bình thường phải không? Eric Love không chịu nổi nữa anh không chấp nhận được bố mình là người như vậy. Nhưng may mắn thay, Eric Love vẫn còn có thể tham gia nhóm trị liệu. Cậu nhanh chóng hòa nhập vào nhóm và trở thành bạn với mọi người. Thậm chí cậu còn có thể tập thể hình cùng các anh lớn trong nhóm. Nhưng khi Nick quan sát con trai mình tập luyện cùng bạn bè trong phòng tập ông lại cảm thấy rất khó chịu. Nick cảm thấy quyền uy của mình trong vai trò người bố bị thách thức. Nhưng Eric Love không quan tâm, anh điên cuồng luyện đấm cùng các anh lớn cho đến khi mệt lạ. Nhưng khi ở trong phòng tắm, anh bị tấn công bởi phạm nhân mà giác thuê. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Eric Love trong cơn tức giận đã lấy ra vũ khí mà cậu chế tạo từ ngày đầu tiên vào đây. Lợi dụng lúc Jack đang gọi điện thoại, Eric Love đã dùng vũ khí tấn công hắn. Trong cơn mất lý trí, Eric Love hỏi Jack có phải lão đại trên lầu đã bảo hắn làm tất cả chuyện này không? Jack sợ hãi liền gật đầu. Eric Love mang theo vũ khí lên lầu cậu định tấn công thuộc hạ của lão đại. Mẹ kiếp, bỏ vũ khí xuống. Chỉ có các người muốn xử lý tôi à? Tôi đã đánh hắn gục rồi, tôi đã làm hắn tàn phế. May mà bố anh phản ứng nhanh chóng mới không để hiểu lầm trở nên nghiêm trọng hơn đến khi lão đại gọi Jack đến, ông bắt Jack phải nói ra sự thật và giải quyết chuyện này một cách hòa bình với Eric Love. Vì con trai mình Nick đã gặp riêng bác sĩ, hy vọng ông ta có thể chăm sóc Eric Love nhiều hơn. Nhưng bác sĩ nói rằng tất cả vấn đề của Eric Love đều bắt nguồn từ Nick, nhưng Nick không thừa nhận. Khi Eric Love tiếp tục tham gia nhóm trị liệu, anh đã có thể đùa giỡn với mọi người và cũng thường xuyên đến phòng giam của hai anh lớn để uống cà phê. Nick biết rằng mình mắc nợ con trai. Ông đã tìm đến một đàn anh cũng muốn tham gia nhóm trị liệu, nhưng vấn đề của Nick rõ ràng còn nghiêm trọng hơn cả Eric Love ông mới đến nhóm trị liệu đã giận dữ rời khỏi đó đừng dạy đời tôi ngồi xuống và im lặng đi đờ mờ cái khóa học này đậu má bọn mày lúc này bác sĩ bảo eric love giữ bình tĩnh cố gắng suy nghĩ nhưng eric love lúc này đã mất kiểm soát anh bắt đầu chửi bới tất cả các thành viên trong nhóm do hành động của eric love các thành viên trong nhóm cũng bắt đầu mất kiểm soát nhưng lúc này eric love đã bình tĩnh lại taylor các cậu à tôi có mối quan hệ không tốt với mẹ nhưng tôi không có quyền bất kính với mẹ cậu tôi xin lỗi, được không? Ren, đừng để tôi giơ tay lên như một thằng ngốc nữa, làm ơn. Ổn rồi, chúng ta ổn rồi, đúng không? Dưới sự khuyên nhủ của Eric Love, mọi người đã lấy lại lý trí. Nhưng lúc này giám thị trưởng vì nghe tiếng Nick la hét, bà ta nghĩ rằng lại là Eric Love gây rắc rối. Vì vậy giám thị trưởng giải tán nhóm trị liệu đang dần tiến triển tốt. Nhưng bác sĩ lúc này đã suy sụp. Ông không hiểu sao, từ nhỏ nó đã là tội phạm rồi. Tôi không quan tâm, tôi phải dạy dỗ nó. Xin ông tôn trọng vì ông đã can thiệp quá nhiều vào phạm nhân. Rõ ràng ông đã cố gắng rất nhiều. Bác sĩ cố gắng muốn cứu những phạm nhân này và họ cũng đang cố gắng học hỏi. Các phạm nhân đã thay đổi rất nhiều rồi, nhưng giám thị trưởng vẫn muốn phá hủy tất cả những gì mình đã xây dựng. Bác sĩ rất đau lòng. Trong nhà vệ sinh, khi nghe giám sát viên nói Eric Love là kẻ cặn bã của xã hội, bác sĩ tức giận bóp cổ ông ta, ông vừa tức giận vừa thất vọng rồi lặng lẽ rời khỏi nhà tù. Cùng lúc này Eric Love cũng buồn bã. Anh mắng bố mình đã phá hủy tất cả và Nick bị con trai mắng đến mất bình tĩnh. Xin lỗi, bố không phải sau khi đánh con một cái hai bố con bắt đầu đánh nhau trong phòng giam nhưng nick không muốn đánh con ông chỉ muốn quay về phòng giam nhưng eric love không chịu buông tha cho đến khi lão đại nghe thấy mọi chuyện và ra ngoài ông nghĩ rằng mình có thể giải quyết mọi chuyện nhưng không ngờ eric love không hề quan tâm mặc kệ ông đây là ông tự chúc lấy đáng đời sau khi làm tất cả những điều này với lão đại eric love đã suy sụp rất nhanh chóng, cảnh sát trại giam bắt Eric Love và Nick vào phòng biệt giam. Sau khi bị cảnh sát giam giữ dạy dỗ Nick lo lắng về tình trạng của con trai, vì ông biết rằng con trai đã động vào lão đại, lão đại chắc chắn sẽ không tha cho Eric Love. Chúng mày dám động vào nó thử xem, chúng mày dám động vào nó thử xem. Con trai, trả lời bố. Đừng để bố phải hét lên ở đây, đừng làm loạn nữa, nhanh trả lời bố. Bố muốn nghe tiếng của con. Mẹ kiếp, đừng đùa với tao, con trai, bố đóng miệng lại đi. Sau khi nghe thấy con tạm thời không sao, Nick chuẩn bị gọi cảnh sát trại giam thân thiết nhất với mình qua lúc này lão đại đã gọi quản giáo đến họ đã quyết định giải quyết triệt để eric love cái tên gây rắc rối này ngay khi nick đánh ngất cảnh sát trại giam tin tưởng mình ông chuẩn bị quay lại tìm lão đại ngay lúc này quản giáo đã dẫn một số cảnh sát trại giam tìm đến eric love họ lập tức khống chế eric love và treo anh lên cửa sổ cảnh sát trại giam định làm giả hiện trường eric love tự tử nhưng lúc này nick đã tìm được lão đại ông biết rằng để con trai sống sót thì ông phải giết chết lão đại nhưng lão đại đã chuẩn bị từ trước nick vì con trai ông dồn hết sức để giết ngược lại lão đại sau khi lấy được dao, Nick lập tức đi xuống dưới. khi nhìn thấy con trai bị treo lên, không chế hắn, đừng, mau thả nó xuống, rồi rồi. ông điên cuồng yêu cầu quản giáo thả Eric Love xuống. xin con đấy, đừng bỏ rơi bố. làm ơn. lúc này Eric Love cũng tỉnh lại từ sự sợ hãi. Chất tiệt, con sẽ ổn thôi con trai. không sao không sao rồi. bố ở đây, bố ở đây. thời gian trôi nhanh, cơ thể của Eric Love đã hồi phục và những anh em trong nhóm trị liệu cũng đến thăm anh. chú ý tới bọn này chút đi, anh bạn. bọn này đến thăm cậu đấy biến đi lũ con gái các cậu cậu mới biến ấy cậu ổn không anh bạn tôi không sao cố gắng lên em trai ok một lúc sau cảnh sát trại giam cho anh cơ hội gặp bố bố vì đã giết người bố sẽ bị chuyển đến một nhà tù nghiêm ngặt hơn và trước khi rời đi hai bố con đã có lời chia tay cuối cùng làm bố của con bố rất tự hào sau khi nick rời đi eric love nhất định sẽ cải tà quy chính để sớm ra tò eric love sẽ không lãng phí cơ hội sống lại mà bố đã dành cho mình